Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa cũng như anh Ba và toàn thể quý vị đang xem trên màn ảnh nhỏ, thì suốt thời gian cũng như thời gian qua, chúng tôi cũng thường đi cùng với sư Minh Tuệ để trải nghiệm. Suốt một thời gian thì mình thấy rằng đối với cái công hạnh của sư Minh Tuệ phải nói là đáng khâm phục. Thì mình cũng là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì Đức Thầy cũng dạy là ủng hộ các sư tu hành chân chánh, cho nên đối với Thành Hậu thì luôn luôn ủng hộ những người tu, không nhất thiết là mình tôn giáo nào, nếu ai mà tu chân chánh thì Thành Hậu sẽ ủng hộ. Thì hôm nay được có duyên đến với anh ba truyền ở Long Xuyên, cũng là một vị tu sĩ nghiên cứu nhiều năm về giáo lý của Đức Thầy, chẳng những giáo lý Đức Thầy và tất cả các tôn giáo. Thì hôm nay em đến đây cũng nhờ anh Ba chia sẻ về đối với sư Minh Tuệ thì có những cái công hạnh tu rất là đặc biệt. Thì nhờ anh Ba chia sẻ đối với có phù hợp trong một cái thời kỳ này hay không. Tại vì cũng có một số người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng phủi tóc và cũng đi theo sư. Mấy ngày nay Thành Hậu ra ngoài có thấy đó. Thì theo anh Ba thấy đối với sư, mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, rồi mình đi như vậy, đi theo sư như vậy đó, nó có phù hợp với giáo lý Đức Thầy hay không? Nhờ anh Ba chia sẻ và Đức Thầy dạy mình tu như thế nào, và nhà sư Minh Tuệ có khế hợp với giáo lý Thầy dạy hay không, mà đồng đạo mình đang hướng về đó rất là nhiều quá anh Ba. Dạ, nhờ anh Ba cũng chia sẻ ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý cô bác anh chị em, quý đồng đạo xa gần, hôm nay cũng có duyên gặp lại Thành Hậu cùng với một kênh YouTube Lang Thang. Lang Thang. Dạ. Để thì trên cái cuộc hành trình của sư Minh Tuệ, thì mặc dầu thì tôi cũng có nghe Thành Hậu với Châu Phú rồi cùng một số anh em trong tín đồ giáo Hảo cũng có đi ra đến tận nơi cái chỗ cái cuộc hành trình của sư đi, nghe nói đâu thì Thành Hậu thì cũng có mang cái xe tải mà chuyển nước đó, tức là đi tưới đường cho nó giảm bớt cái nhiệt độ. Dạ. Ở ngoài đó đó. Nhưng mà mình cũng nghe nói sao chưa, không có, chưa thấy mấy cái clip quay đó. Dạ. Đó. Thì thật ra thì mình thấy cái sự của sư Minh Tuệ ra đời đó, thì nó đánh dấu một cái bước ngoặt lớn nhất ở trong cái giai đoạn này. Thì mình biết đó, giống như là một cái cơ, cái giai đoạn cùng cuối của cái thời kỳ mặt hạ, mặt pháp. Yeah. Cái giai đoạn của Phật giáo nó đang suy đồi. Yeah. Đó, mà trên cả mấy ngàn năm nay, các cổ đức cũng thường than đó, trên cả ngàn năm rồi, các chư tổ chư sư cũng thường nói cái câu là xuất gia như ngu mau, đắc đạo như thố giác. Tức cái người xuất gia nhiều như Long Châu, mà cái người đắc đạo chứng đạo đó nó hiếm như sừng thỏ. Yeah. Con thỏ nó đâu có cái sừng. Yeah. Đó, cho nên cái còn hôm nay đó, đối với Đức Quỳnh Giáo Chủ thì Ngài cho biết là cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Đó, thì nó đã trên cả ngàn năm rồi, nó chưa thấy cái người nào mà có những cái công hạnh đặc biệt. Vì vậy mà tất cả những cái Phật tử hiện giờ đó, thì trước cái giai đoạn của sư Minh Tuệ đó, thì người ta
giống như đi đến cái ngã ba đường, phân dân không biết là mình phải bước đi đến cái con đường nào cho nó đúng. Đi vào cái nẻo nào cho nó đạt được theo cái đến cái mục đích của mình. Thì thấy cái sư ra đời đây đó, thì quý vị biết thì năm nay Phật lịch đó, nếu mình tính là năm nay là 2024 đó, mà Đức Phật cho biết là cái chánh pháp ngài trụ thế đó là chỉ có là trong cái thời gian là 2500 năm. Cho nên tính từ cái giai đoạn mà Phật ra đời trước Chúa Giê-xu là 624 năm. Nhưng mà Phật lịch thì người ta tính là trừ lại 80 năm, tức là tính cái giai đoạn Phật vào Niết Bàn, tức là trừ lại 80 tuổi của Đức Phật là còn lại là 544 năm. Mà cộng với năm nay là 2068 năm, 024 năm nữa thì lên tới 2568 năm. Thì 2500 năm đó là cái giai đoạn của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. 68 năm nay đó thì các chùa chiền đó vào những cái ngày xuân Tết đó, quý vị thấy là người ta để là mừng xuân Di Lạc, tức là để qua một cái giai đoạn mới rồi chứ không phải là một cái giai đoạn cũ nữa. Thì đây là để đánh dấu một cái thời kỳ cùng cuối của cái hạng nguyên, để chuẩn bị đó là thanh lọc tất cả những cái thành phần mà ô tạp, những cái thành phần xấu, để mà trở lại là để chọn lọc đi đến cái chỗ là trở về cái đời Tân Thánh Đức để dự hội Long Hoa hay lập đời trong cái giai đoạn tới đây đó. Thì Đức Thầy cũng cho biết là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa đó. Cho nên đó là cái ngày đại hội Long Hoa sắp tới đây đó, thì cũng đang cái giai đoạn để mà chọn cái người hiền đức, để mà đúng theo cái nhu cầu, đúng cái tiêu chuẩn đó thì mới được trở về ở trong những cái đời tốt đẹp. Thì mình thấy cái sự ra đời của sư Minh Tuệ đó, thì đây là một cái vị sư có một cái sứ mạng của thiên đình, chứ không phải là cái sứ mạng bình thường. Thì tất cả là hàng triệu triệu người trên thế giới đó, quý vị thấy là khi mà xem những cái clip của tất cả anh em YouTube quay, rồi cái hành trình của sư đó, từ những cái giai đoạn 5-6 năm trước cho tới ngày hôm nay, thì mọi người đều rơi nước mắt quý vị. Mà chính cái tôi đó là cũng xúc động rất nhiều lần, cho nên đó là cũng có viết lại trong này đó, có cái bước hành trình của sư thì cũng có 2-3 bài thơ đó. Cho nên vì vậy mà trong cái sự ra đời của sư đây đó là một cái giai đoạn thanh lọc. Giai đoạn này đó mà Đức Thầy cho biết là cái gì quý vị? Là cái giai đoạn để mà ngài có nói với ông cả đầu thành đô đó, đời tới không phải là chết hết, nhưng mà là giai đoạn thanh lọc, tức là chọn cái người hiền đức để có mặt ở trong cái đời sau. Thì hôm nay đó mình thấy đó là hiện nay đó, đất nước Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung, thì chúng ta thấy riêng cái đất nước Việt Nam này đó là nó có cái sứ mạng của thiên đình. Mỗi người đóng một cái vai trò để thanh lọc đó, cũng như là cô Phương Hằng thì để thanh lọc tất cả những nghệ sĩ, vấn đề tiền bạc là bên từ thiện, rồi tất cả những cái người làm ngành y nhưng mà đặt nặng đến vấn đề tiền bạc mà không lo phụng sự cho nhân sinh. Đó, rồi là Bắc Trọng đó, thì có một cái sứ mạng lớn để rồi thanh lọc những người lãnh đạo ở trong cái đất nước để trở lại một cái đất nước là thạnh trị thái bình. Đó, còn riêng sư Minh Tuệ đó thì ở đây mình nói trong phạm vi của sư Minh Tuệ thôi. Tức là sư ra đời để là thanh lọc tất cả những cái người tu mà còn đặt nặng đến cái vấn đề vật chất. Mà không trở lại với cái tâm hồn của mình tu tập, thì đây là một cái tấm gương trong sáng mà đã làm chấn động đi cả thế giới ngày nay quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rằng đó, sự ra đời của sư Minh Tuệ thì nó rất là đặc biệt đó. Thì chúng tôi thấy là rồi đấy sư huynh. Thì vừa qua đó thì chúng ta thấy rằng đó thì tất cả anh em YouTube ở miền Nam đó, thì riêng về cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì có rất nhiều người ta rất cũng yêu quý sư Minh Tuệ. Nhưng mà trên cái tinh thần mà Đức Thầy có nhắc nhở trong cái người bổn đạo đó,
trong cái mục mà đối đãi những điều được chánh hẳn hoặc được châm chế hoặc nên làm, thì trong cái mục mà đối đãi các tân sư đó, thì tất cả bổn đạo nên cung kính các tân sư tu hành chân chánh. Nếu các ông có dạy những điều chánh lý phải nghe lời đó, thầy cũng có cho phép mình khi dạy những gì đó người ta nói chánh lý mình phải nghe lời. Còn những cái hạng mà là những cái ông thầy nào đó mà mình biết là dối thế như mấy ông thầy đám đó, thì Đức Thầy dạy là phải tìm cách khuyên lên ngăn cản, rồi là thông báo cho tất cả mọi người biết về cái việc làm của cái vị sư đó và bài trừ triệt để và không cho là để hưởng ứng theo cái tinh thần. Thì hôm nay chúng ta thấy riêng về cái sư Minh Tuệ đó, thì đây là một cái công hạnh quá đặc biệt đó quý vị. Đó, thì trong cái phạm vi của tôi đó, thì tôi cũng có theo dõi cái hành trình của sư đi. Trong cái thời gian mà đi từ từ ở cái đỉnh đầu của đất nước Việt Nam, tức là Lũng Cú Hà Giang đó, mà khi mà sư quay trở về, thì qua cái đoạn đường của Thanh Hóa, rồi dài tới cái Nghệ An, rồi tới khu vực của là tức là ngoài cái đèo ngang đó, tôi gọi là khu vực của ở trong này đó là Quảng Bình, ở ngoài kia là Hà Tĩnh. Tới Hà Tĩnh là cái quê hương của sư đó, thì đột nhiên nó có cái quần chúng cả là mấy ngàn người đó, người ta các Phật tử người ta kéo ra đường ủng hộ sư đó, thì mình thấy rồi bắt đầu lần lượt dài tới cố đô Huế. Thì hôm nay chúng tôi thấy rằng đó là cái việc làm của sư đó, thật sự đây là cái sứ mạng của thiên đình chứ không phải đơn giản nha quý vị. Đó, mà tất cả những không phải riêng có mình cảm nhận mà hàng triệu người đều công nhận, tức là cả ngàn năm nay đó mới có một cái sự kiện rất là lớn ở tại cái đất nước Việt Nam mà làm chấn động và thay đổi hết tất cả những cái con người. Đó, cho nên đó là từ những cái sự tu tập của sư đó thì mình thấy đó, thì hôm nay đó là nếu mình xét lại đó, những cái lời của ông sư Thích Pháp Hòa đó, ông cũng có nhận định cái người mới vào tu đó thì phải học đạo đó, học pháp để hiểu được cái đường đi nước bước, rồi sau đó đó rồi đến cái giai đoạn là hiểu pháp, hiểu pháp rồi đó rồi thuyết pháp cho Phật tử đồ nghe, như cái người những người mà những cái vị xuất gia theo bên Phật giáo đó, thì phải có cái sứ mạng, cái trách nhiệm đó là phải thuyết lại cho, giảng giải cho quần chúng, cho tất cả người Phật tử đã nghe. Nhưng mà cái giai đoạn của sư Minh Tuệ đó là đến cái giai đoạn hành pháp, mà cái hành của sư đó là buông bỏ hết tất cả cái danh lợi tình ở thế gian đó, tham sân si, rồi là buông bỏ luôn cái danh lợi ở trong cái nền tôn giáo luôn đó. Cho nên cái ông Hòa Thượng Thích Chí Trung đó, ông nhận định, ông nói các vị Phật tử, các vị là suy nghĩ đi, một cái vị xuất gia tu hành thọ 250 giới thì người ta có đủ điều kiện để người ta thâu đệ tử, mà kêu đệ tử của mình đó thì mình đó là phải sư phụ, phải là thầy. Nhưng cái ông thầy đó trở ngược lại đó là xưng con đối với Phật tử đó, thì ông nói đây là một cái việc làm đó, một cái của sư đó là nó vượt ngoài đi cái vấn đề của cái hạnh của người xuất gia đó, mà cái người mà buông bỏ được cái danh lợi của thế gian mà danh lợi ở trong cái nền tôn giáo nữa, cái hiếm lắm. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng đó, với một cái nồi cơm điện, cái ruột của nồi cơm điện của sư mà ôm đi đó, làm chấn động đó, thay đổi cái cách sống, quan điểm mọi và cái sự nhận xét nói chung của cái xã hội ngày nay, kể cả những người trong tôn giáo, những người ở các tôn giáo bạn, các ông cha, các linh mục, rồi thậm chí có các giáo sư ở các trường đại học, rồi các sinh viên đó, rồi có rất nhiều vị, nói chung là những cái nhà trí thức, người ta cũng nhận định đây là một cái sự kiện và một cái việc làm rất là đặc biệt đó, mà cái người thứ hai, kiếm một người thứ hai nữa hơi hiếm đó. Cho nên nói về cái công hạnh của sư Minh Tuệ, đây là một cái bậc là thượng căn thượng trí mà Đức Thầy cho biết đó. Thì cái giai đoạn để mà chuẩn bị cho cái ngày Đạo Hội Long Hoa sắp tới đó, thì Ngài cũng cho biết đó,
hiện bây giờ đó, sư ra đời đó, nó giống như cái đoạn đoạn văn Đức Thầy thường nhắc nhở người trong bổn đạo đó. Nếu cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bất tội căn để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc cưỡng sự thái bình. Đó, rồi đến cái giai đoạn mà đại hội Long Hoa sắp tới đó là chọn lọc đó, Phật Dương Đà chỉ rõ mấy vị quyền chỉ lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Thì cũng như ông sư Minh Tuệ đây là cái bậc thượng thủ rồi, tu hành cao công quả đó, cho nên có nhiều sư đi chung, đi ngồi đi chung đó, mà chính là thành hậu cũng có đi ra tới Quế đó, rồi có nhiều anh em YouTube ở miền Nam mà đi ra tới ngoại, quý vị chứng nhận đó là thấy sư ngồi kiết già suốt cả đêm như vậy là cả gần 10 tiếng đồng hồ, từ trên 8 tiếng đồng hồ đó, thì đây là cái sức định rất là cao. Mà cái người đó vừa giữ giới tinh nghiêm mà có sức định cao như vậy là chắc chắn phải có cái huệ. Bởi vì giới năng sanh định, định năng sanh huệ, huệ tắc minh tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên từ cái chỗ đó, đó là mọi người đều là người ta tạc tượng nó, rồi là làm, rồi những giờ nó cả gây cái nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu những cái những người mà người ta bên thiết kế những cái vấn đề trang phục đó, rồi bên họa sĩ, rồi thi sĩ, nói chung là nó rất nhiều quý vị ơi, nghệ sĩ rồi ha, rồi nghệ sĩ rồi luôn đó, cho nên biết bao nhiêu người làm những cái bài ca hát để mà tán thán cái việc làm của sư Minh Tuệ. Đây là một cái ông Phật sống. Mà kể cả Ấn Độ đó là kêu bằng là những gì mà tôi thấy đi qua bên Việt Nam đó là không phải người người Ấn Độ không quý vị, cái đó là người Tây Tạng. Tại vì phần đông là người Tây Tạng là hiện nay đang sống ở Ấn Độ và Nepal rất là đông. Tại vì tôi có đi 3 lần qua Ấn Độ đó. Tại vì Phật giáo tại Ấn Độ hiện bây giờ chỉ có 2% thôi. Cho nên là cái thành phần mà đi qua Việt Nam này đó là phần đông là người Tây Tạng. Tại vì là người Tây Tạng hiện giờ đó là người ta bỏ xứ ra đi rất nhiều, mà đi qua bên Nepal á, qua bên Ấn Độ, rồi chính phủ Nepal nó mới cắt một cái phần đất á, nó làm cho là cái các vị Đạt Lai Lạt Ma với một số tín đồ của Tây Tạng đang sống ở tại Nepal và Ấn Độ đó, thì ta gọi là Dương Quốc, tiểu Dương Quốc Tây Tạng ở tại Nepal đó. Cho nên những vị này là những cái bậc chân tu đó, người ta đó là kính. Ta thấy được ở trên màn hình đó là ở Việt Nam mình nó có một cái vị như vậy đó, là đây là một Phật sống thôi chứ không phải là một cái người thường. Cho nên là người ta dám mua vé máy bay người ta qua Việt Nam mình đó là mấy trăm người đó, thì chúng ta thấy đây là nó cũng ngoài cái khả năng mà cái người thường mà không thể nào làm được quý vị. Cho nên cái sự ra đời của sư Minh Tuệ đó thật sự là nó làm sống động nó, mà chính riêng bản thân của tôi đó hôm rày là coi như là mình cũng cũng có nhiều lần mình nói, tại vì mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi, chứ nếu mà thật sự mình không có mà theo hiểu cái giáo lý thầy sâu sắc rồi, chắc chắn là hôm rày chắc cũng phải ôm cái nồi cơm điện đi luôn đó. Đi theo sư luôn. Mình có cái tâm nguyện ngày xưa giờ quý vị, khi mình tu rồi đó, mình thích nhất là bên cái hệ phái khắc sĩ, không phải riêng về sư Minh Tuệ không nghe quý vị. Tại vì tôi ở trên núi Cấm mấy năm nè, có cái cốc trên núi đó, thì ở dưới cái chỗ mà cái đường xuống Suối Tiên đó có rất nhiều sư nghe, là trẻ trẻ không đó, mà ngủ ngồi gốc cây không nha, ăn cơm ngày một bữa không nha quý vị. Đó, người ta không vô ở trong cái nhà nào hết, chỉ là chờ khi nào có trời mưa đó thì người ta mới che cái bạt lên đó, là vô đó đỡ chút xíu thôi, rồi xong rồi ra ngoài gốc cây người ta ngồi thiền và ngủ tu tập. Mà có rất nhiều vị, rồi Hòa Thượng Thích Giác Khang cũng vậy. Thời gian trước thì Hòa Thượng mà lúc còn mà chưa viên tịch thì Hòa Thượng cũng thuyết pháp là ở ngay gốc cây, rồi ngủ gốc cây đó. Rồi sư huynh của Hòa Thượng như là sư Viết Chánh rồi đó, ông sư này đó giống như sư Minh Tuệ nghe quý vị, không có thọ giới sa di gì hết đó. Không sa di là có 10 giới đó. Thì mình thấy đó là quý vị thấy hàng ngày đó sư Minh Tuệ đó thì đi trên cái đường khắc thực thì không có giảng dạy cái gì để cho mấy cái bạn đồng tu, nhưng mà khi trở lại trong ban đêm đó thì có những cái gì mà đi theo sư Minh Tuệ có kể lại là sư kêu cố gắng phải giữ đúng 10 giới của sa di. Mà cái người xuất gia quý vị biết đó, là
là phải là nó có cái giới luật cao hơn cái người cư sĩ tại gia. Đó, tại vì là năm giới căn bản của hàng tại gia cư sĩ là không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Đó, rồi giới sa di đó là không nằm giường cao, không giữ tiền, không sức nước qua, không xem phim rồi đó. Đó, thành ra nó có những cái giới là căn bản thêm. Rồi cái người nếu mà cao hơn nữa là các nhà sư đó là phải thọ 250 giới. Đó, rồi bên ni là 348 giới. Thì đây là những cái giới luật căn bản mà sư đã nghiêm trì. Đó, cho nên có nhiều sư vị sư đó không có giữ giới. Như ông sư Viết Chánh đó không có giữ giới sa di luôn, không thọ giới sa di luôn. Nhưng mà đi đến đâu đó là các hòa thượng đều quỳ lại ông, tại ông ngủ ngồi. Đó, ông ăn cơm một ngày một bữa. Đó, rồi thêm đó là có cái là hòa thượng ông sư Viết Chánh, ông đi tới đâu á, ông đi khất thực cái nhà đó không đến hai lần. Ngồi một cái nơi nào không quá hai cái chỗ ngồi đó được hai, là hai lần cũng không được. Tại vì cái luật bên khất sĩ đó là quan trọng lắm. Mà sư hành đúng theo là 13 cái công hạnh đầu đà của cái giống như ngài Đại Ca Diếp, đại đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Cho nên ông sư Viết Chánh đó là được các hòa thượng trong cái thời gian trước đây đó, ông không thọ giới sa di luôn đó mà phải quỳ lại ông đó quý vị. Thì giống như ông sư Minh Tuệ này đâu có thọ giới sa di gì đâu. Đó. Đó. Rồi bây giờ ông chỉ nói ông là người công dân thôi. Thì có một cái hột học giả này đó. Đó. Thì bữa mình cũng có xem cái clip đó, cũng có đứng lên nói đó. Nói đó là ông sư Minh Tuệ, ổng xưng là con đó, nhưng mà tôi vẫn kêu bằng thầy. Và có những người thầy tôi vẫn gọi bằng thành. Ông dám nói thẳng luôn. Ông nói cái, tức là ổng quá quý rồi. Quá quý cái công hạnh của sư. Thì sự ra đời của sư thì thật sự ra thì nó làm một cái nguồn cảm hứng rất nhiều quý vị. Mà riêng bản thân tôi đó thì nó nghe cũng có làm được mấy bài thơ là nghe. Yeah. Nhưng mà cái đoạn hành trình của sư đó thì ở đây đó, trước hết thì tôi có làm cái nghe các sĩ luôn. Tại vì mình cũng đọc lại cái hành trình ngày xưa Đức Thầy xuống ở nhà của ông Ký Giỏi. Tức là trong cái thời gian là 485 ngày đó thì có một cái người bạn, tức là Xu Gia với ông Ký, tức là ông Trần Quang Hảo đó. Rồi ông mới xin phép Đức Thầy đó. Tại trước đó thì ông giác ngộ tu hành, nhưng mà có một điều là khi mà đến với ông Ký đó thì ông muốn giác ngộ là hàng ngày để cũng là tu tập cái hạnh của cư sĩ tại gia. Nhưng mà cuối cùng bạn bè nó rủ đi ăn nhậu quá, cho nên ông mới xin phép thầy để đi xuất gia đi tu. Thì thầy cũng hoan hỷ và tặng cho ông một cái bài tâm pháp đó, tức là cho ông cò tà hảo quý vị. Có dịp nào quý vị nên đọc lại cái bài đó. Thì ông sư Thích Giác Khang đó, thật ra thì trong cái thời gian mà tôi ở Đà Lạt đó, thì ở ngay cái chỗ tu tập của Hòa Thượng Thích Giác Khang. Lúc đó Hòa Thượng chưa có duyên tịch. Thì hằng ngày đó là cái cô tỉnh giới với một số cô đệ tử đó, theo Hòa Thượng đó, mới kể lại đó là thường tuần nào cũng là Hòa Thượng cũng có mời, cũng có rủ các cô đi đến những cái khu là du lịch, thung lũng tình yêu, hồ than thở, đò thông hai mộ, vườn hoa Đà Lạt, thác Ren, thác Cam Ly này nhiều lắm. Nhưng mà vô tới rồi quý vị biết lúc mà 7:30 người ta là mở cổng đó, thì Hòa Thượng vô ở trong cái chỗ mà cái khu du lịch đó, rồi Hòa Thượng mới chọn một cái chỗ ngồi ngay cái chỗ mà người ta có cái dòng suối đó, Hòa Thượng mới ngồi đó. Còn các cô đệ tử muốn đi đâu đó đi, còn ai muốn ngồi thiền thì lại đó ngồi chung với Hòa Thượng. Thì khi mà cô kể đó, Hòa Thượng ngồi kiết già đó. Có điều là Hòa Thượng Thích Giác Khang là cũng không có biết tới tiền bạc nha quý vị. Suốt đời Hòa Thượng là cái như là cũng ăn cơm ngày có một bữa thôi. À, cũng giống như ông sư Minh Tuệ vậy đó. Thì khi mà Hòa Thượng vô ngồi đó là lúc 7:30 đó, vô tới trong rồi chọn xong cái điểm là cũng khoảng gần 8 giờ đó. Thì ngồi một mạch luôn cho tới khi nào ta đóng cổng là bắt đầu Hòa Thượng mới xả thiền ra đi về. Đó, thì quý vị tính ra là cái sức ngồi thiền tu tập cỡ nào. Rồi các cô đệ tử đó là cô tỉnh giới, cô nói đó, nó ngộ lắm. Bình thường là cô ngồi chưa được 2 tiếng đồng hồ. Yeah. Nhưng mà khi ngồi gần với Hòa Thượng rồi cái lực
cái từ trường, cái sức tu tập của Hòa Thượng nó tỏa ra. Thì cô mỗi lần mà cô được vô đi theo Hòa Thượng, vô mấy khu du lịch đó, ngồi đó, là cô ngồi trên 4 tiếng đồng hồ không nghe quý vị. Các cô đệ tử cô nào cũng đều là có cái cảm nghĩ như vậy. Đó, thì hôm nay chúng ta thấy rằng là có các sư mà đi theo sư Thích Minh Tuệ đó, thì khi trở về đêm đó, có một số thầy ra ngoài, các sư ra ngoài mới tâm sự đó, là hồi nào giờ không biết ngồi thiền. Nhưng mà ngồi gần ông sư Minh Tuệ là ngồi được trên 2 tiếng đồng hồ không đó. Yeah. Như vậy là biết cái một cái vị này đó có một cái sức thiền định rất là cao. Và có thể là mình không có thể nào nhận định ông đó chứng đến cái bậc nào nha quý vị. À, nhưng mà mình thấy cái cuộc hành trình và cái đức độ của sư những như thế đó đó, thì phải chứng từ cái quả vị A-la-hán trở lên, chứ không phải bình thường. Nhưng mà đạo Phật rất là, Đức Phật ngày xưa giờ đó không cho đệ tử đó dùng thần thông trước mọi người. Cho nên có những cái sự việc mà người ta thấy rằng ông sư Minh Tuệ ông biết trước. Là quý vị thấy đó, là cái ngày cái ông sư, cái ông Minh Thiện đó đi theo 3 ngày đó, mà đột nhiên cái ngày thứ 3 đó là ông sư Minh Tuệ ông mặc cái áo cà sa, mà ông đắp thêm cái vải đen vải trắng. Đó, thì cái đó là người ta nghĩ rằng đó là ông biết trước cái sự là ra đi của ông, cái ông bạn của mình, tức là ông Minh Thiện đó, là cái ngày mà ông Minh Thiện chết đó quý vị, là ông sư Minh Tuệ ông mặc cái chiếc áo cà sa như thế. Đó. Rồi một số việc khác nữa, thì hôm nay đó nếu mà cái vị mà chứng quả từ mà cái quả gọi là dự lưu A La Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm, người ta A La Hán đó, thì những vị này đều biết được cái quá khứ vị lai của mình. Và khi người ta thanh lọc được cái cơ thể không còn tham sân si nữa, thì tự nhiên cái mùi thơm nó tự nhiên nó tỏa ra. Cho nên đó là có những vị mà đi chung với sư đó cho biết rằng đó là chính cái câu nói của cái ông sư Kim Cang gì đó, đó cái gương mặt của ông giống như ông thần Kim Cang, thì ông phát biểu ông nói là ông sư Minh Tuệ có cái mùi thơm đặc biệt lắm, mà 15 ngày không tắm mà lại sao có mùi thơm quý vị. Là khi người ta đã thanh lọc được cái tham sân si rồi, đâu còn phiền não đâu, mà cái mùi hôi giống như mình. Mình đây là mùi hôi, còn cái kia là mùi cái mùi thơm. Đó. Thì thôi để trở lại đó, thì cái sự ra đời của sư Minh Tuệ đó, thì thật sự ra không phải riêng, có còn rất hàng trăm hàng ngàn vị sư khác nữa nghe quý vị. Đó, chứ không phải sư Minh Tuệ không nha. Đó, nhưng mà cái hạnh mà bên cái hệ Pháp Cất Sĩ đây là cái hạnh đầu đà, là một cái vị là dành cho cái bậc thượng căn thượng trí. Còn cái hạng mà cái là trung căn trung trí, hạ căn hạ trí đó, như chúng ta đây đó, thì chỉ mình hành được một số hạnh nào thôi. Giống như bên Phật giáo Hòa Hảo là ông Bác Hai Phiên đó, ở Chợ Mới đó. Mà nếu như chúng ta thấy hành một cái hạnh của ông thôi, cái thứ nhất là suốt đời không cười. Đó, quý vị hành nổi không? Đó, Bác Hai Phiên là có nhiều người ở gần 40 năm không thấy ông cười. Mà khi sanh ra không khóc nha quý vị. Bà mẫu của ông Hai đó nói với cô Ba Dưng đó, nó ngộ lắm con à, khi mà sanh ông Hai đó trong cái bọc, mà khi lấy ra rồi, ông ra ngoài rồi đó, có một điều đó lạ, không có khóc như những cái đứa trẻ khác. Đó, mà tới khi ra đời là không khóc, mà suốt cuộc đời là không cười. Đó, chúng ta học được không nói không. Thành ra những người mà có được cái tâm trạng đó là sức định rất cao. Mà sức định cao như vậy, ngồi thiền mà cái là trên 8 tiếng đồng hồ thôi đó, là những cái gì đó là phải chứng quả. Chắc chắn phải có chứng quả thôi quý vị. À, thì hôm nay đó, cái nguồn cảm hứng của sư Minh Tuệ thì làm cho biết bao nhiêu là nhạc sĩ, rồi ca sĩ, rồi họa sĩ, rồi trong đó đó là như thi sĩ làm thơ Con Cóc của chúng tôi đây, thì cũng tự nhiên cũng cảm hứng quý vị. À, cảm hứng thì mình xin để đọc lại một cái bài thơ đầu tiên đó, là chúng tôi làm cái ngày đó là cái ngày 20 tháng 5, 20 Tây tháng 5. 20 Tây tháng 5 là trước 10 ngày phải không? Trước ngày 10 ngày sư Minh Tuệ để tạm dừng đó. Đó. Như vậy thì cái bài thơ này đó thì mình cũng có cái cảm hứng. Tức là mình nói là đặt cho một cái tựa quý vị, những điều ít biết về nhà sư ôm nồi cơm điện. Tức là mình đặt cho cái tựa như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin đọc thôi nghe, chứ mình không có ngâm nga được như Thành Hậu ngâm thì nó phải hơn.
thì mình chỉ đọc thôi. Thì bài thơ nó cũng hơi dông dài. Giờ đây cũng xin được đọc lên đây những cái dần thơ. Thì mình cũng có cái tâm hồn gọi là thi sĩ đó. Cho nên cũng có cảm hứng rồi mình cũng có dệt lại theo mỗi lần đó thì mình một cái loại thơ nó hơi khác nhau một chút. Một là Song Thất Lục Bát hay là Thượng Lục Hạ Bát hay Thất Ngôn Trường Thiên hay hoặc giả là Phú. Thì cái bài này đó là 8 chữ, thì 8 chữ này là phong cách của là cái nền văn hóa của phương Tây. Đó, tức là văn hóa phương Đông đó thì nó có quy định là 7 chữ. Một cái câu là 7 chữ mà ở đây mình làm cái câu này tới 8 chữ hay quý vị. Cái này là văn hóa của phương Tây. Tức là lối thơ tự do. Mà tự do cái văn hóa của phương Tây đó thì người ta gọi là phú chứ không phải là thơ. Thì ở đây giống như cái bài trong Không Buồn Ngủ của Đức Thầy ở trong quyển sám giảng đó không phải là thơ mà gọi là phú. Đó, mà tên nó thi phú thâm trầm đó. Thì trước hết mình đọc cái bài phú đi ha. Cái loại 8 chữ. Những điều ít biết về nhà sư ôm nồi cơm điện. Thì câu đầu tiên đó là ai cũng biết trên cộng đồng xã hội mạng truyền thông đang nổi khắp gần xa. Có nhà sư mặc chiếc áo cà sa, khâu bá nạp đủ màu hoa quải sắc, đầu đội trời, chân bước đi thanh thoát trên nẻo đường khắp cả nước Việt Nam. Giớ hạnh tu mặc thiên hạ hội đàm, ôm bình bát dình kham nồi cơm điện. Đường dạng dậm cứ một lòng thẳng tiến, hơn 6 năm ngủ nghĩa địa mồ quan. Đó, thì đây là cái công hạnh của một cái người xuất gia hạnh Đầu Đà quý vị. Quyết chí tu nhìn vật chất chẳng màng, ngày một ngọ bạc vàng không ngó đến. Xem mọi người như thân bằng triều mến, chỉ xưng con chẳng nhân ngã chấp nê. Qua mùa hè nắng gay gắt tứ bề, sư dẫn bước say mê về phía trước. Đó, thì chúng ta thấy hành trình của sư đi đó thì đi trên đường lộ nhựa. Đó, cho nên đó là thành hậu thấy tội nghiệp quá, mang chiếc xe tải đi phun nước dài dài trên đường trước cho nó giảm cái nhiệt độ. Thì có một cái cô Phật tử này ở Sài Gòn, cô muốn học theo cái thầy Minh Tuệ. Đi thì lúc đó nhiệt độ ở tại miền Trung quý vị biết không là trên 42 độ, có bữa 45 độ. Mà cô nói cái nhựa đường ở dưới này đó, cô lật cái bàn chân lên đó là nó dính nhựa đường quý vị, là cái nhiệt độ ít nhất là cũng phải từ 70 độ trở lên. Đúng rồi, 70 độ. Đó. Cho nên đó là đi ở trên đường nhựa. À. Rồi tiếp tục ha. Dùng chay trường miễn có ăn là được, chẳng cầu kỳ những vật thực dở ngon. Được biết rằng sư nghĩa vụ dạng tròn, đi bộ đội đúng 3 năm xuất ngũ. Sư tên thật chính là Lê Anh Tú, con thứ hai của ông cụ Lê Xuân. Thì quý vị biết ở miền Bắc, miền Trung đó, thì ta cái người con đầu ta gọi là anh cả đó. Rồi ông Tú là cái người con thứ hai, gọi là anh hai. Nó không phải giống như người miền Nam mà chúng ta là anh hai rồi dài xuống ha. Thì ông Tú là con thứ hai của ông cụ Lê Xuân. Đấng song thân rất quan hỷ vui mừng khi có được một người con xứng đáng. Niên Tân Dậu sư ra đời chó rạng năm 1981, tức là cái năm mà sư chào đời đó. Cả gia đình thật vô cùng sửng sốt, được đẻ rơi từ cái bọc chui ra. À, thì quý vị thấy là trên cái con đường mà đi ruộng về đó, thì tự nhiên mà là... Tại vì thời gian trước á, quý vị biết là mấy cái vùng quê đó người ta không có mụ giường, người ta không có đi khám thai, đâu có biết được là cái thai đó là tới nhiều khi không có để ý là 9 tháng 10 ngày nữa. Đó, rồi tính đi là trong ruộng này kia về mà tự nhiên sao mà sư ra. Chứ thay vì là trước khi ra ta cũng chòi đạp này kia mà làm cho người mẹ ta báo tin trước. Còn cái này không có chòi đạp gì hết nha quý vị. Cho nên ổng tự nhiên ổng đi ra. Thì có nhiều người đó là cảm nhận được nó giống như Đức Phật ngày xưa. À, sau khi bà Ma Gia Hoàng Hậu mang thai Thái tử rồi đó. Thì bà đó, cái luật của cái người Ấn Độ đó là phải trở về quê ngoại. Đó, cho nên từ cái thành Ca Tỳ La Vệ đó mà bà đi về
đi về đó được 26 cây số nha quý vị. Thì tại vì tôi có được đến là 3 lần đất nước Ấn Độ và Nepal đó, cho nên tôi có bấm cái vệ tinh định vị đó, thì mình biết được là từ cái chỗ Nepal đến vườn Lâm Tỳ Ni đó là 26 cây. Thì sau khi đó là đến 26 cây số thì tự nhiên đó là thay vì đến chỗ ranh giới của Nepal và Ấn Độ đó là cái quê của quê ngoại đó, thì nó khoảng 70 cây số, nhưng mà bà đi mới có nửa đường à. Rồi tự nhiên là thái tử đến ngay cái cành hoa du, cành hoa là U Đàm phải không, qua U Đàm, thì tự nhiên đó là thái tử Siddhartha ra đời. Thì có nhiều người ta liên tưởng đó là cái công hạnh, cái sự ra đời của ông Lê Minh Tú, tức là ông Sư Minh Tuệ này, nó cũng giống như Đức Phật ngày xưa quý vị đó. Thôi để đọc tiếp tục ha. Mình cả gia đình thật vô cùng sửng sốt, được đẻ rơi từ cái bọc chua ra, trên ruộng về chưa kịp đến nơi nhà, bé chẳng khóc chẳng kêu la điềm tĩnh, mẫu hiền nghĩ cứ con đứa con này ngộ nghĩnh, chắc lớn lên theo chân Phật đi tu. Thì tự nhiên bà mẹ bà suy nghĩ, bà nói sao mình đẻ rơi này giống như là bà Ma Gia hoàng hậu trước, chắc nữa con mình lớn chắc nó đi tu thiệt. Mẹ nói với cái ông cụ Lê Sưng đó, là cha của ông Lê Minh Tú đó. Thì lúc bây giờ đó là nó đúng như cái tâm nguyện của bà mẹ hiền, người mẫu của ông Lê Minh Tú, y Lê Anh Tú. Chắc lớn lên theo chân Phật đi tu, qua xuân rồi tiếp diễn đến thu. Cái tiếp diễn đến thu, năm sư học hết phổ thông trung học, theo nghiệp bố vào quân trường tăng tốc. Tức là bố đó thì cũng là đi theo những cái quan niệm đó, người ta phải học xong đại học quý vị. Nhưng mà ở người miền Trung đó thì người thường đó là đúng tuổi nghĩa vụ là cho con lên đường liền, chứ không phải giống như người miền Nam mình cho nó đi vô đại học luôn đi. Còn cái này học vừa xong trung học là đúng tuổi nghĩa vụ là cho đi làm, trả cái vấn đề là cái bổn phận của đời trai đó. Thì khi mà chẳng màng chi với cấp bậc sĩ quan, tức là khi mà ông đi vào ở trong cái quân ngũ đó, thì nhập ngũ rồi lên cái cũng có cái cấp bậc quân hàm thượng sĩ gì đó, nghe được kể đó. Nhưng rồi cuối cùng rồi đó, phục vụ xong sư lui gót về làng xã Kỳ Vân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. À, tức là cái quê hương của sư cách thành phố Philiku ước tính khoảng 40 cây số có hơi dư, tức là từ cái nhà của sư Minh Tuệ đến cái thành phố Philiku đó khoảng 43 cây số. Sư về quê với nét mặt hiền từ, rồi tiếp tục đến trường nghề trung cấp, học hỏi thêm việc bố hiền đã lập tỉnh Gia Lai, khoa Lâm nghiệp Tây Nguyên. Tức là sư vào ở trong cái trường trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên. Tốt nghiệp xong công tác ở Phú Yên, trụ sở chính công ty làm Đắk Lắk. Tức là cái trụ sở thì tại Đắk Lắk, nhưng mà sư thì được, trong cái thời gian anh Lê Anh Tú đó thì có được bổ nhiệm ra Phú Yên. Ngay cái chỗ là gần cái khu vực của, nếu mà tỉnh Phú Yên đó thì nó gần với cái chùa Phật giáo Hòa Hảo là Bủ Sơn Tự Phật giáo Hòa Hảo, dưới chợ Lèo đó, dưới đèo Cù Mông đó. Suốt ngày đêm lo trăm bề tất bật, thế mà sư vẫn học Phật, xem kinh, chẳng bướm ông, chẳng thích lập gia đình, không hề biết quen nữ sinh nào cả. Đó, thì trong cái thời gian vừa đi làm, vừa nghiên cứu đạo Phật. Quyết định rồi, sư một lòng một dạ, xin song thân cho con được xuất gia, bốn anh em trên thuận dưới hòa, điều khích lệ sư xuất gia tầm đạo. Bố hiền bảo phải xét suy chu đáo, nếu xuất gia thì giới luật dình kham. Thì đây là một cái động lực đầu tiên của sư khi mà rời khỏi gia đình. Đấy. Cho nên thường thường cha mẹ đó muốn cho con là thành đạt vì vấn đề sự nghiệp ở đời, nhưng mà đi tu rồi đó là phải nhắc nhở những người cha mà như vậy đó, là đây là hiếm có lắm. Tức là quan trọng nhất là cái đầu tiên đó, thì bố hiền bảo phải xét suy chu đáo, nếu xuất gia thì giới luật dình kham.
sống lo tu mọi vật chất chớ ham, đừng vì nó vướng tham lam ố đạo. Đó, cho nên sư lúc nào cũng canh cánh ha, nhớ cái sự nhắc nhở của cha hiền. Sư cung kính đón nhận lời chỉ giáo, khắc vào tâm những ý đẹp bố khuyên. Trước khi đi sư gỡ lại bạc tiền. Riêng ông sư là ông sư Minh Tuệ là 5 sào đất, nhưng mà ông giao cái phần đất lại cho em luôn. Thì hổm rày đó là cái như những cái cây sầu riêng của ông sư Minh Tuệ đó thì được rất nhiều người tới đó. Đó, rồi tới xin những cái lá cây sầu riêng về để kỷ niệm luôn nha quý vị. Đó, bây giờ mấy nghe nói cả 100 cây sầu riêng, chắc bây giờ hổm rày chắc là chọi lá hết rồi. Không còn lá nào ở trên, trái thì kể như là người ta mua là kể như hết rồi. Đó. Thì trước khi đi sư gửi lại bạc tiền, cho điện thoại, cho đồng hồ ráo sạch, 5 sào đất trồng sầu riêng đã tách, gửi lại em nuôi phụng dưỡng Thế Anh. 9 năm qua sư kham khổ tu hành, nguyện trọn kiếp sẽ viên thành Phật quả. Tức là trong cái thời gian mà sư đi đó, là đi trước nghe, còn đi mà khất thực quá duyên đây đó, là mình được biết là cái ngày là mùng 4 tháng 12 của năm là 2015 đó. Đó thì là sư mới tiếp tục đi 2019 đó, là sư tiếp tục đó là đi hành theo cái hạnh Đầu Đà. 9 năm qua sư khâm khổ tu hành, nguyện trọn kiếp sẽ viên thành Phật quả. Hạnh Đầu Đà sư quyết tâm đột phá, nghiêm trì tu với chí cả ngủ ngồi. Đi quá duyên chỉ nhận lấy tạm thôi, không cất giữ để ngày mai nuôi sống. Từ Hà Giang sư quay về hang động, trên đường đi rồi lại bỗng lên. Có nhiều người đón rầm rộ gọi tên Thích Minh Tuệ, một nhà sư đáng kính. Thì ở đây đó là đầu tiên hết người ta theo dõi 6 năm rồi quý vị. Ra có nhiều YouTube rồi nhiều Phật tử người ta thấy là sư đã đi đến cái lần thứ tư rồi. Khi trở về thì qua về thì các Phật tử đây, các Phật tử đi bám theo cung kính, mấy ngàn người làm ùn tắc giao thông. Đó, thì bắt đầu tới ngay cái khu vực của là cái tỉnh Thanh Hóa đó, thì bắt đầu là nó có cái sự bùng lên như thế. Sự kiện trên gian khắp cả Tây Đông, trong ngoài nước đều một lòng tán thán. Một hiện tự sư ra đời cứu giảng, tình hình chung nền Phật giáo suy đồi, trên ngàn năm theo thần tú chè sôi, làm mất hết nền chánh chân Phật dạy. Và tiếp theo đây là một đoạn tôi có trích lại trong cái quyển sấm giảng của Đức Thầy có nhắc lại đó. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề, chủ hợp là người làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Tu còn ham chai to đám bự, đặng thế gian dưng cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thỏa. Rồi bảo làm sao dân không sa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Trong bá tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Đó, tức là Phật tử bây giờ trước cái ngày mà sư đi quý vị, người ta không biết ở đâu là những cái chùa nào chơn chánh, những cái chùa nào là đi đúng theo là lời của Phật dạy. Mãi nghi nan chẳng biết đàn nào, lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đo lời tràng thuyết. Lấy cái chai nước. À, tức là chai nước để vô đó. Đức Thầy là Ngài đã nhắc nhở như vậy. Đó, rồi mình chỉ trích thêm một đoạn. Rồi cuối bốn câu thơ cuối cùng đó là: thưa các bạn với vài lời chân thiệt, tiểu sử sư Thích Minh Tuệ tuyệt vời, chúc mọi người luôn an lạc thảnh thơi, hằng tỉnh giác đến gần nơi chân Phật. Thành phố Long Xuyên ngày 20 tháng 5 2024. Yeah. Thì đây là cái bài đầu tiên nha quý vị. Yeah. Rồi tiếp theo mời anh ba đọc thêm nữa vậy. Đọc thêm bài thơ thứ hai. Bài thơ thứ hai mà anh đã làm. Thì thơ thứ hai đó thì mình đọc cho quý vị nghe, có chán chán thì nói nha. Rồi. Cái này là những cái dần thơ gọi là tạm gọi là dần thơ con cóc đó, tức là nó xuất phát từ cái đáy lòng của mình, mình cảm nhận được cái hạnh tu của sư đó mình quý lắm,
Đó, cho nên cái bài thơ thứ hai đó thì mình cũng đăng vào một cái ngày gọi là cái ngày 31 Tây tháng 5. Rồi nó cách trước cái ngày mà sư kể như ta gọi là mất tích đó, cho đến ngày hôm nay đó. Thì trước cái ngày đó là khoảng 3 ngày nha quý vị. Thì mình cũng có làm thêm một cái loại thơ. Thì cái loại thơ này gọi là thuần túy Việt Nam. Thơ này đó là gọi là cái thơ Việt Nam mình, nó có hai cái loại thơ đó, gọi là Thượng Lục Hạ Bát và Sông Thác Lục Bát. Thì gọi là cái loại thơ thuần túy của người Việt. Đó. Thành ra mình người Việt thì mình làm thơ của người Việt để nó có một cái cảm tình gần gũi hơn ha. Xin được đọc lại. Ý không phải cái này lộn rồi cái quý vị. Để đọc cái bài thơ thứ hai đó. Là cái bài thơ này chúng tôi được làm vào cái ngày 22 Tây tháng 5 của 2024 nha quý vị. Là ngay cái ngày rằm tháng 4 đó. Là cái ngày lễ Phật đản. Đó, thì tự nhiên nó cũng có nhiều cái sự kiện nó xảy ra trong cái đoạn đường hành trình của sư Minh Tuệ. Đó, thì trong cái bài thơ này đó thì chúng tôi làm theo cái lối cũng là gọi là Sông Thác Lục Bát. Tức là cái loại thơ, tức là hai cái câu 7, một câu 6 và một câu 8. Tức là gọi là thơ thuần túy của người Việt. Thì ở đây xin đọc tiếp theo với cái bài thơ thứ hai đó. Là cập nhật hành trình nhà sư ôm nồi cơm điện. Tức là mình đặt cho cái tựa là cập nhật hành trình nha quý vị. Tức là hành trình của sư đi như thế nào đó thì mình chỉ cập nhật, mình chỉ xem ở trên cái YouTube. Tất cả anh em mà đã có trực tiếp đó, như Thành Hậu có đi ra ngoài đó thì cũng đã cảm nhận được cái hành trình của sư đi đó. Mình ở đây tại quê nhà thì nhà thơ có người ta nói là tức cảnh sanh tình. Đó, tức là thấy cái cảnh rồi mới sanh tình. Còn mình thì thấy những cái hình ảnh ở trên mạng cộng đồng xã hội thì mình mới có cái cảm nhận. Mình viết thêm một cái bài thứ hai nữa, tức là cập nhật hành trình nhà sư ôm nồi cơm điện. Gần đây trên mạng cộng đồng xuất hiện một vị thật không thể ngờ, ngàn năm qua đến giờ mới thấy, hạnh thiệt tu tự tại an nhiên, ôm nồi cơm điện khắp miền, đầu trần chân chuỗi bạc tiền chẳng ham. Người chẳng thích chùa ham Phật bự, ruộng tàu xe mọi thứ chẳng màng. Trên mình mặc áo giá hoàng, giải từ nghĩa địa mồ quan kết vào. Đó, thì đây là mình làm cái loại thơ của người Việt mình nghe quý vị. Ngày một ngọ ai nào rõ thấu, chân bước đi theo dấu Phật xưa. Tham sân tâm độc quyết dừa, chẳng màng thế sự ghét ưa tị hiềm. Người luôn được nhân thiên ủng hộ. Tại vì cái người mà giữ giới rồi đó thì trong các chư tổ cho biết là sẽ được nhân thiên ủng hộ. Chẳng những người không nha quý vị, 5-7 ngàn người người ta ủng hộ sư. Mà tại mình cái mắt phàm, mình không có chứng thiên nhãn, mình không có thấy chư thiên. Chứ chư thiên trên 30 tầng trời đó đều theo ủng hộ sư hết. Đó, bởi vì giữ giới rồi đó, những cái sư đó mà đi khất thực. Trong cái đời của Đức Phật có một vị đó là cái miệng nhơ nhơ giống như con trâu. Đức Phật là không có cho vị đó đi khất thực quá duyên ở cái cõi phàm. Tại vì cõi phàm ta không biết. Ta thấy ông này phàm tăng mà sao cái miệng nhơ nhơ vậy, nó giống như con trâu, người ta phỉ báng mang tội. Tại cái vị đó chứng quả A-la-hán rồi. Cho nên Đức Phật nói thôi bây giờ đó, ông chịu khó là mỗi lần khất thực buổi sáng đó phải dùng thần thông lên bay lên cung trời chánh khất thực chánh quý vị. Đó, cho nên lên cung trời các chư thiên ta có thần thông, ta nhìn ta thấy ông này chứng đạo rồi. Nó cho nên ông sư Minh Tuệ đó chắc chắn là cái giới hạnh của sư như vậy đó, giới định huệ của sư có thì chắc chắn là được chư thiên ủng hộ. Thành ra mình cũng có làm cái đặt cái vô đây thì có cái câu là người luôn được nhân thiên ủng hộ. Đi tới đâu rầm rộ đón chào, cũng không hề có tự cao xưng con lòng chẳng núng nao tuyệt vời. Đó. Mỗi bước chân đất trời nghiêng ngửa, ôm nồi cơm hằng bữa sư mang. Đó, cho nên ông đi tới đâu là đất trời nghiêng ngửa nghe quý vị. Chứ không phải đơn giản. Đó. Bữa nào mình thử mình đi có ai dòm ngó tới mình không?
làm cho thế giới bàng hoàng, trái chiều tranh luận ngày càng nổi tung, rối tung nghe, tức là trái chiều tranh luận ngày càng rối tung. Thì sư đi đó thì người thì suy nghĩ cách này, người là suy nghĩ cách khác. Ra cái trên cái mạng thì nó trái chiều tranh luận ngày càng rối tung. Xưa nay chốn rừng tùng Phật giáo, các nhà sư ham háo lợi danh, quên luôn chí nguyện cao thanh, chân truyền Phật tổ cũng đành lãng sao. Nay lại bỗng thiên tàu hoạch định, xuất hiện người chân chính chân truyền, chấn hưng Phật giáo mọi miền, duy trì chân lý hữu duyên độ đời. Thì mình nghĩ cái sự ra đời của sư đây là có thiên tàu hoạch định, chứ không phải tự nhiên mà có nha. À, người ấy chính không nơi nào trụ, tên tục danh Anh Tú họ Lê, lúc sinh trên ruộng đường về, 1981 dạng bề tròn vuông. Giống phụ thân như khuôn in đúc, ông Lê Xuân hạnh phúc vô bờ. Thật là một chuyện bất ngờ, trời cho quý tử ước mơ đã thành. Thì ông Lê Xuân này nghe kể lại đó thì ông cũng có một cái tâm đó là hướng về Phật Pháp rất là cao độ. Và ông ước mơ đó nếu mà sanh được một đứa con nào sau này đó để mà làm một cái gương hạnh tốt cho cái Phật giáo đó thì đó là hạnh phúc của ông. À. Lê Anh Tú thứ danh thế trưởng, kế trưởng, bốn anh em tâm tướng hiền lành, nguyên quán tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Vân xã người. Tính đến nay tuổi đời khiêm tốn, tức là năm nay là 2024, là 43 tân dậu con gà, tức là cái tuổi ông là tuổi con gà, cái năm tân dậu đó. Tức là năm tân dậu tính theo âm lịch đó là năm nay là 44 tuổi nha quý vị. Nhưng mà tính theo cái tuổi dương lịch đó, văn hóa phương Tây đó là 43 tuổi. Đó. Tính tình đôn hậu thật thà, hiếu thảo nổi tiếng cả nhà quý yêu. Lúc vào trường gương niêu các khối, xét cuối năm học giỏi cả hai. Phổ thông trung học tú tài, tạm dừng nhập ngũ đời trai tiến hành. Vào quân đội thân danh thưởng cấp, suốt 3 năm tái lập về quê, vào trường trung cấp học nghề Tây Nguyên lâm nghiệp sang xê phỉ tình. Tốt nghiệp xong hiển dinh chó rạng, đo đạt theo dự án mọi miền, thường thì công tác Phú Yên, trụ sở Đắk Lắk hữu duyên theo làm. Lúc rỗi rảnh thích ham đọc sách, nghiên cứu kinh hiểu cách tu hiền, ăn chay niệm Phật tham thiền, không màng ái dục nợ duyên thế trần. Thì tới ngày nay đó người ta cũng tìm hiểu, tức là người ta tìm lại sư là ông Lê Anh Tú này lúc ngày xưa coi là có bị thất tình lục dục đi tu không quý vị. Có nhiều người người ta nghĩ như vậy. Cho nên nó có nhiều YouTuber tới tận gia đình luôn, hỏi rồi tới những gặp luôn bạn bè ngày xưa đi học của ông Lê Anh Tú luôn. Thì nói là đặc biệt là ông không có dòm phụ nữ nào hết trơn nha quý vị. Không màng tới phụ nữ nào hết. Đó. Thì giống như ông Lê Văn Phiên là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Suốt cuộc đời của ông không nhìn cái gương mặt của ai hết. Đó. Quý vị hành được một hạnh đó không? Tức là ông chỉ nhìn phía trước khoảng 3 mét thôi. Nên ông nhìn xuống thôi chứ không nhìn ai hết. Cho nên ai lại đến thăm viếng chào bác hai, ông hai mới tới. Thì ông chỉ nói đáp trả là một câu là chào quý hiền mới tới. Đó. Chứ không là thị phi gì hết. Không hỏi là con có vợ có chồng gì chưa, không bao giờ có quý vị. Thì ông Lê Anh Tú này đó, đặc biệt là tới ngày nay người ta tìm ra là không có ghệ, có bạn gái gì hết nha quý vị. Đó. Nó rất là đặc biệt. Thì không màng ái dục nợ duyên thế trần. Một hôm nọ cân phân đủ nét, lại mẹ cha xin phép xuất gia. Cả nhà vui vẻ thăng hoa, bố liền nhắc nhở con mà nhớ ghi. Điều trước hết luật nghi phải giữ, không nhận thu mọi thứ bạc tiền. Chỉ thọ vật thực gieo duyên, chớ đừng tham đắm nghiệp phiền thế gian. Đó, đây là một cái lời nhắc nhở của bố mà trước khi mà ông xuất gia đi tu đó. Thì quan trọng là cái giới luật. Đó, cho nên khi mà vô tu rồi học Phật cái nữa, ông giữ giới. Mà lúc nào cũng nhớ theo cái câu nhắc nhở của cha mình. Lời bố dạy như vàng như ngọc, sư quyết lòng theo học trọn đời.
6 năm hành khất, thảnh thơi vào Nam ra Bắc mọi nơi an lành. Từ Hà Tĩnh tiến hành quay lại, hay từ Hà Giang tiến hành quay lại, tức là lên tới đỉnh đầu của đất nước Việt Nam mình, gọi là Lũng Cú Hà Giang, gọi là điểm cực bắc của cái đất nước hình chữ S, mà điểm cực nam là ở dưới là Cà Mau đó. Đó, thì nếu chúng ta có dịp đi về cái điểm cực nam của đất nước Việt Nam của chúng ta đó, thì từ Hà Giang tiến hành quay lại tới Nghệ An đùng cái Vệ Giang, Phật tử cung kính hai hàng, mọi người quét dọn, quét rác dọn đàn sư đi, với công đức tư nghì bất khả. Hộ tống sư theo cả mấy làng, tính nhẩm có trên 5,000, trẻ già lớn nhỏ lòng càng kính tin. Cả đại chúng hoan nghênh nhiệt liệt, tán thán sư mới thiệt chân tu. Ngàn năm đạo Phật mờ lu, nay bừng sáng lại như mù hết đuôi. Mà thường thường là mấy cái người mù đó thì tai sáng mắt rồi khác, còn cái người đuôi đó là cái người đó là còn mà thấy đường nha quý vị. Đó, thấy đường nhưng mà không nhận thức rõ cái chân lý của đạo Phật thì giống như cũng là cái người đuôi. À, nay bừng sáng lại như mù hết đuôi. Đến Hà Tĩnh bùi ngùi thương nhớ quê hương nhà, xưa nở đi qua. Mẹ cha đứng tựa cửa nhà, tiễn chân con trẻ lòng già quặn đau. Qua đèo ngang không sao tả xiết, phân bố nhau mài miệt dọn đường. Quảng bình Phật tử quý thương, đua nhau rầm rộ cúng dường tuệ minh. Thấy bất ổn thình lình chuyển hướng, sư nói lên ý tưởng của mình. Thôi thì về lại gia đình, đừng theo con nữa kẻo tình vả lây. Rồi lần lượt chia tay đại chúng, sư đi vào thung lũng rừng sâu. Bao người nuối tiếc nhìn nhau, không kìm nước mắt lệ trào tuôn ra. Thì cái bữa mà từ Hà Tĩnh đó, là đi qua cái đèo ngang nha quý vị. Đó, thì lúc đó là sư tự nhiên á, đột nhiên là đi thẳng vào rừng, là mình nghĩ là sư tu luôn, đi vô đó rồi ẩn tu luôn rồi. Nhưng mà cái bữa sau tự nhiên sư quay trở lại. Đó, thì ngay cái chỗ mà cái đèo ngang là cái chỗ để phân chia giữa cái miền Trung ngày xưa đó, là cái giữa Nam Bắc đó, trong cái giai đoạn trịnh kiểm Nguyễn Hoàng đó, phân tranh đó. Thế đọc tiếp tục nha quý vị. Bao người nuối tiếc nhìn nhau, không kìm nước mắt lệ trào tuôn ra. Hạnh khắc sĩ đầu đà đệ nhất, minh đăng quang tuệ thức khai minh khai sơn. Minh đăng quang tuệ thức khai sơn, tức là cái vị mà khai sáng cái hệ phái khắc sĩ này đó là tổ sư Minh Đăng Quang. Phần nhiều sư thiệt chánh chân, khó ai bì kịp xạ dân phái này. Đó, cho nên trước đây mình cũng có tâm nguyện là mình muốn đi xuất gia đi tu đó, nhưng mà phải đi tu đúng theo cái hệ phái khắc sĩ. Đó, cái hạnh đầu đà quyết chí một cái kiếp này để thành tựu. Cho nên đó, nếu mà đi mình không có so sánh, chứ nếu mà những cái vị mà tu trong cái hệ phái khắc sĩ này đó, thì phần đông là những cái vị mà chân chánh, những vị hành trì rất là đặc biệt. Mà nói chung là thì trong hệ phái nào cũng có những cái vị mà cao tăng, những cái vị có những cái giới đức cao, mình cũng có thể nào mà biết được hết nha quý vị. Các chư tổ xưa nay đều thế, ai còn ham lễ mễ khó tu, làm sao thoát khỏi diêm phù, làm sao ra khỏi ao tù thế gian. Qua câu chuyện sư mang bình bát, bằng nồi cơm ngào ngạt hương thơm, no lòng Phật tử sớm hôm, giả tu chịu đói liệu hồn đi nha. Đó, cho nên mình có một câu hơi hăm he trong đó quý vị. Thật ra ai mà giả tu đó là ông đã ôm cái ruột cái nồi cơm mà đi như vậy là cái chừng mình bị đói đó. Nếu mà giả tu mà không có thật tâm tu là cái chừng bị đói. Cho nên ngày nay người ta phanh phui tới giờ phút này đó, phanh phui ra có rất nhiều vị là chân tu, ẩn tu, rồi có nhiều người giả tu nữa, gọi là thợ tu, gọi là sàm tăng gì, ô đủ thứ, ta dùng nhiều cái từ mình thấy rất là đau lòng cho Phật giáo nha quý cô bác anh chị em. Đó, cho nên khi mà thì mình tiếp tục mình đọc thêm một đoạn cuối đó, là ngày 22 lại nghe tiếp tục. Đó, tức là cái ngày bữa sau đó
là đến cái ngày 22 là đi vào Quảng Bình rồi. 22 tháng 5 2024, ngày 22 lại nghe tiếp tục vào tháng 5 từng phút quang nghinh tiếp mừng Minh Tuệ đăng trình ba đồn thuộc tỉnh Quảng Bình miền Trung. Thì cái ngày 22 là sư đã qua cái Quảng Bình và các Phật tử ung dung chào đón. Đội mưa dầm chẳng nón chẳng ô, chân rung miệng cứ Nam Mô, vui mừng khôn xiết chú cô đồng hành. Tức là cái ngày đó là tự nhiên là có nhiều cái đám mưa, nó sẽ như liên tục. Nhưng mà bà con rất là vui mừng. Lại có nhóm lừng danh dọn dẹp từ võ đường cắt thép Củ Chi. Thì tự nhiên đó là nó có một cái nhóm võ đường này đi ra đó quý vị biết. Là ngay cái trước cái ngày 22 đó, là cái ngày 21, ngày 21 tháng 5 đó, là cái ngày mà sư vừa qua cái khỏi đèo ngang. Là tự nhiên nó có một nhóm người này đó ăn nhậu nha, rượu thịt đó, cho nên nó dẫn sư đi vào ở trong rừng. Thì sau khi mình mới tìm hiểu lại đó, thì họ đòi tiền mãi lộ những cái anh em YouTube. Anh em nào muốn quay phim đó là phải đóng 300.000, 200.000 mới được quay. Rồi các Phật tử nào muốn quay đó, muốn vô xem sư đó, muốn thăm sư đó thì cũng phải đóng tiền. Đó thì mình thấy là lúc đó cũng lo lắng nghe quý vị. Đó mình nghĩ là tự nhiên sao mà lại có cái nhóm bọn ác nó dẫn đầu như vậy. Rồi tự nhiên đột nhiên cái ngày hôm sau là cái này chư thiên nha, sắp đặt sẵn hết nha. Cái ngày hôm sau thôi, kế một ngày thôi là tự nhiên đó là cái nhóm võ đường đắt thép Củ Chi, cái nhóm võ sĩ không ở trong cái bảo vệ đó, cái nhóm mà người ta chuyên đi bảo vệ những nhà hàng quán ăn rồi đó, thì tự nhiên đó là ra đó tiếp ứng liền võ đường đắt thép Củ Chi đó. Thì chỉ cách nhau một ngày thôi, quý vị suy nghĩ trong lúc đó là gì, đây là sự sắp đặt của thiên đình và chư thiên ủng hộ hết chứ không phải đơn giản. Đó, cho nên mình có làm một đoạn này. Lại có nhóm lừng danh dọn dẹp từ võ đường đắt thép Củ Chi cử ra bảo vệ sư đi Quảng Bình tiến thẳng đáo quy Sài Gòn. Tức là cái nhóm này đã quyết định là đưa sư về tới Sài Gòn đó. Rồi là từ Quảng Bình đó thì mình tới đây thì mình cũng sắp kết thúc rồi. Mời Phật tử bà con tiếp tục cùng chờ xem từng phút tiếp theo đó. Tức là cái đoạn đường này đó thì mình là đọc mất hết một đoạn nè quý vị nha. Nhưng mà thôi để tức là từ Quảng Bình đó là sư mới đi tiến thẳng đi vào Quảng Trị rồi tới Thừa Thiên Huế đó. Thì cái đoạn đường đó thì mình chưa có làm. Rồi đến cái giai đoạn mà kết thúc cái đoạn đường của sư Minh Tuệ ra đi đó thì rồi có tám câu cuối cùng nữa là mình làm theo cái lối khoáng thủ. Sư Thích Minh Tuệ ôm nồi cơm điện. Sư thầy hành khất đã lâu rồi, tới thích nhận những gì tạm đủ thôi. Minh triết đời này đời nay xem ít gặp, tuệ trung thượng sĩ hiếm châu ôi. Tức là mình nhận xét rồi ôm nồi cơm điện, ôm lấy chấn hưng đạo ngửa nghiêng, nồi da sáu thịt Phật trần miền, cơm chay thuần khiết đời an lạc, điện giải thân tâm đạo quả duyên. Thành phố Long Xuyên ngày rằm tháng 4 là cái ngày lễ Phật đản, các sư lễ Phật đản đó, các sư vào kiết hạ đó an cư chuốt suốt 3 tháng của mùa an cư kiết hạ. Thì thường vào những cái ngày an cư này đó thì các sư các thầy á thì phải đi vào ở trong 3 tháng đó mới có tăng được cái một cái tuổi đời tuổi đạo rồi là một lạp hay một chạp. Thì có nhiều người người ta nói ông sư Thích Minh Tuệ, ông này là nếu ổng là một cái bậc chân tu là phải vào ăn cư kiết hạ đó, chứ có đâu mà đi lội đi là lội bộ dài ở trên đường hoài. Nhưng mà mình cũng có nghe thêm một cái vị sư đi chung với sư Minh Tuệ đó có kể đó, là sư không dám đi vào ở trong ở trong cái rậm cỏ nghe quý vị, nơi nào mà có cỏ đó thì sư không dám bước ở trên đó. Yeah. Sợ đạp chết cái côn trùng. Nó sư chỉ đi trên cái con đường nhựa thôi nha. Nó cho nên mình thấy đây là quá đặc biệt.
Chứ nếu như mà đi là trên cỏ thì nó quá êm rồi, nhưng mà sư không đi. Vì biết đây là trong cái mùa an cư kiết hạ, là ngay cái ngày mà ngày rằm tháng 4 đó, là nhằm ngày 22 tháng 5. Là lúc đó sư đã đi đến cái đất nước, đến cái tỉnh Quảng Bình. Dạ. Thì chúng tôi chỉ có làm thêm cái, đó là hai bài. Rồi cái bài cuối cùng đó. Thì Thích Minh Tuệ 26 ngày lập nên 15 kỷ lục.